Nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Dưới đây là những vai trò chính của nước đối với cơ thể. Một, Duy trì cân bằng chất lỏng Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể người và tham gia vào các chức năng quan trọng như tiêu hóa, hấp thụ, tuần hoàn, tạo nước bọt, vận chuyển chất dinh dưỡng và duy trì nhiệt độ cơ thể. 2. Hỗ trợ tiêu hóa Nước là thành phần chính của dịch tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa hiệu quả. 3. Giải độc cơ thể. Nước giúp thận lọc các chất thải từ máu và thải ra ngoài qua nước tiểu. Cơ thể cũng sử dụng nước để loại bỏ chất thải qua mồ hôi và hơi thở. 4. Duy trì làn da khỏe mạnh. Nước giúp giữ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô và giúp da trở nên mềm mại. Minh màng hơn. Đủ nước cũng có thể giúp giảm thiểu các vấn đề về da như mụn và nếp nhăn. 5. Hỗ trợ hệ thống tuần hoàn. Nước cần thiết cho quá trình tạo máu và vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxy đến các tế bào. Uống đủ nước giúp duy trì áp lực máu và hỗ trợ chức năng tim mạch. 6. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nước giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thông qua quá trình bài tiết mồ hôi. Khi cơ thể nóng lên, Mồ hôi bốc hơi giúp làm mát cơ thể và duy trì nhiệt độ ổn định. 7. Tăng cường chức năng não. Mất nước có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, tỉnh táo và trí nhớ. Uống đủ nước giúp duy trì chức năng não bộ và cải thiện tâm trạng. 8. Hỗ trợ quá trình giảm cân. Uống nước trước bữa ăn có thể giúp giảm cảm giác đói và hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. 9. Bôi trơn các khớp Nước là thành phần chính của dịch khớp, giúp bôi trơn và giảm ma sát giữa các khớp, giảm nguy cơ viêm khớp và đau khớp. 10. Hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Nước giúp vận chuyển các tế bào miễn dịch và chất dinh dưỡng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật. Để duy trì sức khỏe tốt, người lớn nên uống khoảng 8 cốc nước, khoảng 2 lít mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động thể chất môi trường sống và các yếu tố khác. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.